luôn em ơi. Rồi, ok, xin chào anh em nha. Thì chào mừng tất cả anh em đã được quay trở lại đến những video đi săn tiếp theo của mình ha. Thì hiện tại mình vừa đi săn về anh em ơi. Đây, hôm nay thì anh em của tụi mình săn được một số hàng cũng rất là ngon luôn nè anh em. Thì em nhớ đang đổ mấy cái chú công cọc và mấy chú vạc ra để chút xíu anh em mình mần sạch sẽ luôn ha. Chào các tình yêu nha. Rồi rồi, ok. Thì thẳng thông qua cái video này thì mình xin giới thiệu với tất cả các anh em một người em của mình ha. Thì người em này của mình là đã đi với mình rất là lâu rồi nhưng mà mình chưa có dịp để giới thiệu cho tất cả các anh em được biết ha. Thì đây là em Nhớ. Rồi, xin chào tất cả các anh em nha. Thì trong thời gian sắp tới đây thì mỗi cái video của Thiện sẽ đều có mặt mình nha anh em. Các em rất mong được sự ủng hộ của anh em nha. Rồi, ok, like cho em, bạn nhớ một like nha các bạn. Rồi thì giờ không có vòng vòng xàm xàm nữa, thì giờ xin mời tất cả các anh em cùng theo dõi những đoạn video của mình và em Nhớ. Ok, let's go anh em ơi. Rồi, ok, cuối cùng anh em mình đã đến được cái điểm săn rồi nha các bạn. Rồi bây giờ thì lắm đặc công của nước ngoài nha các bạn. Ok, chào bạn. Rớt rồi, rớt rồi, rớt rồi, rớt rồi. Rớt anh em ơi. Rớt rồi. Rồi ok, để anh em qua bên kia là bên dạng nha. Đợi em chút xíu qua em lượm cho anh em xem. Ok anh em ơi. Con vạc có em Nhớ vừa bắn hồi nãy nè anh em. Nãy giờ mình túc bên kia, giờ mình lội tới bên đây mình mới lượm được. Bởi vì vừa nước không. Nè anh em. Trời ơi con vạc anh em ơi. Thèm thiệt chứ. Hết có biết rồi. Con này nặng khoảng 500-600 gram có anh em. Trời mập như con trâu vậy. Ok, tiếp tục nha anh em. Tén rồi nè. Quá đẹp. Hít sọc luôn nha anh em ơi. Còn con gì nữa hả? Quá đẹp. Hay quá. Cho anh Thiện hãy một like nha anh em. Lọt qua bảnh. Để đi lụm con của em trước cái. Nó dính trên đọt nó luôn rồi trời. Cái thẻm nha. Rớt anh em ơi. Ây nha. Trời ơi, trực thăng. Rồi để mình sẽ lại quay cận cảnh rồi mình lụm con vạc cho anh em xem nha. Đang lụm vạc đi để. Đây, mình mới hít sọt nha, ngay cổ một chú vạc nha nè. Trời ơi, trời đẹp gái vậy. Người mất chui giống cái nữa. Thấy thèm thôi chứ. Đây, trong khi mình thấy con vạc mình phát hiện con còng cọc đây, mình hít sọt cho anh Thiện A Hải, anh nó ớn xương mình luôn nha nè. Đó, anh thấy không? Bắn một cái, hụt một cái đó là bị chửi thấy cảnh à. Rớt nghe nè. Lượm chứ ông anh, trời trời, ông anh cứ đùa. Rồi rớt dính chảnh, treo toàn ten nha nè. Bòi nói vài cái nên Thiện ơi. Rớt rồi. Bít. Quá đẹp. Bòi đẹp gái. Mày lặng hả mày? Tao đậu xăm là biết tao là ai rồi đó. Thánh rồi. Lặng kìa. Lặng hả mày? Muốn lặng với anh hả? Đâu có được. Ê, lặng. Rồi. Lặng
là ăn há bử đậu xanh gì cũng hành tao. Ok, một chú con cọc nha các bạn. Trời làm tôi thèm gì chứ. Rồi vô nồi. Wow, chạy dạt anh em kìa, nhớ bên kia bằng lấm. Ê, ê, còn con nữa. Con nữa nhơi. Gớt. Đưa lại. Kìa. Lọt qua bển này nhớ. Con anh bắn nó lọt bển nè. Dạ. Đừng gãy cánh đi bò. Nó chạy ít xệt. Trời ơi. Gượt nó rồi. Mệt kia mà hát ra bán. Lùm. Ôi. Hết chạy. Mày. Trời bự. Rồi cây tiếp tục nha anh em. Nhớ bắn công cọc chắc lắc hoài anh em. Nè anh em xem kỹ cái mặt của mình. Lục. Trời ơi là trời. Nè lụm nè. Cái đẹp gái vậy. Để em lại em lụm nó cái. Rồi. Bắn mà hít sọt không mà nó kỳ cục chết. Gì? Gì đó mà đẹp đẹp gì đó. Cái thèm đi chứ. Rồi. Trời ơi. Ê anh Thiện ơi. Ê anh nhìn kỹ con này phải cộng cọc không anh Thiện? Không phải. Không có phải, anh đưa cái mặt anh sát vô anh coi có phải con cọc không? Thấy kìa, máu nhiễm tê tê kìa. Đâu phải con cọc không? Gì dịch sim gì không? Không phải con cọc. Ủa ai bắn hả? Biết. Trời ơi trời. Nè, để bọc vô cam đi. Đó không kêu tôi hoài, tại vì tôi không thấy thôi. Rồi tiếp tục nha anh em. Gớt anh em. Thấy gì không anh Thiện à hãy? Thấy. Tầm thường thôi hả? Ông anh này mình bắn ngay đầu mà nó chơi tầm thường rồi mình bắn ngay đầu nó mới là không tầm thường anh em. Gớt. Bích. Quá đẹp. Té nghe nè. Chú cò trắng nha anh em ơi. Quá tuyệt vời. Chỗ này cái địa hình nó hơi khó đi nên mỗi lần đi lụm nó hơi ngán lắm anh em ơi. Đi lụm một lần là ngán giả mang. Đây chú cò trắng á đủ vậy. Còn hơi mới đủ lông rồi anh em ơi, mới biết bay rồi. Mình tưởng người già trời, đứng cái đầu lên tranh lít chách. Lắc qua lắc lại tính đâu mấy con già. Rồi tiếp tục nha anh em. Gớt nghe nè. Đứa một chú vàng. Ê, anh Thiện bội lẹ anh Thiện ơi. Anh Thiện ơi. Trời ơi cái đẹp gái gì vậy. Em bắn mà. Em đang đứng đây bay lên đầu em đậu chánh á. Anh thằng là con việc em mạnh như con trâu không nội. Gớt nghe nè. Ngay đầu. Gớt. Một con vàng nha anh em. Thấy thèm không? Lụm con vạc mà nhằn ghẻ mạc á. Quay cho anh em ta coi. Chưa. Không thấy. Chưa, cái đít tôi chích vô cái cây vậy nè. À, không, ở đây cũng ok rồi. Rồi, thấy rồi.
quá đẹp. Yeah. Trời ơi trời, nó bự hơn anh Thiện. Rồi tiếp tục nha các bạn. Anh em. Biết chúng ở đâu không? Gì? Chúng cái mỏ đó. Chúng cái mỏ hả? Để anh làm cái rồi. Cái con chưa bự, cái con xè xè thấy không? Ai muốn anh muốn bắn con nào bắn? Anh bắn cái con cái con đứng dằn nhất đúng không? Ừ. Để em bắn con xuống kia. Không, cái rồi bắn đi. Gớp. Quá đẹp em ơi. Lại là anh Thiện A Hỷ nha các bạn. Rồi quá lắm đấy. Ok ok. Dí mới được. Hai anh em mình đang bị cọng cọc bay rồi nó bay lại dẫn. Mà mấy con đó nó non, nó còn non anh em mình sẽ không bắn nha các bạn. Bởi vì non này để cho nó sống. Mai mốt nó lớn lên thì mình còn săn bắt được nữa. Với mấy con mà nó nằm ổ á, nằm ổ là anh em mình không bao giờ bắn. Với trứng rồi đó. Ăn mấy trứng con này thôi để mua trứng gà trứng vịt này kia ăn còn ngon. Rồi ok thì anh em mình sẽ ăn xong mì này rồi anh em mình tiếp tục nha. Gì nữa bà nội. Đưa cái đầu bự lắm. Rồi ok mệt chưa? Mệt quá. Mệt phải không? Rồi ok thì bây giờ mình sẽ không có bắn nữa nha anh em. Bây giờ mình sẽ tổng kết thành quả cho anh em xem coi hôm nay anh em mình săn được bao nhiêu con và săn được những con gì nha anh em. Rồi ok móc ra cho anh em xem đi đây. Một chú cọng cọc nha. Hai chú. Ba chú. Cái cẳng. Cái đẹp. Ba phải không? Ba rồi. Kia vô cắn nè. Trời ơi, trời cái mỏ cùng cọc. Chéo cánh nó lại luôn. Ba chú. Để đi. Ê. Em đánh cái cắn nữa. Ba chú. Vừa cho vừa mày ha. Gì? 4 rồi, con này nữa 4 nè, con này nữa 5. Ừ. 6. Cũng bộ nha, một giặt bông nha anh em. 7 là 6 con cọng cọc, một con cò trắng. 8. Trời con giặt như con heo quá. 9. Cái đẹp trai vậy còn sống nữa không anh? Bây giờ. 10. Ê khoan, chân bứt luôn cánh nó đi. Đau lắm rồi. Sao tao không đau chân hả? 10. Quá đã anh em ơi. Ngày hôm nay thật là một chuyến đi săn thật là tuyệt vời luôn em. 11. Cái nữa hả ông anh? Không, con này gãy cánh này. Mà cần thôi cưng cầm đi. 12. 13. 13 chú cưng cọc hết này hả? Hết chưa? Hết rồi. Con. Trời ơi. 13 con nhưng mà trong khi đó là hồi nãy là mình đếm là 5 con cọng cọc hay 6 con? 6 con. 6 con cọng cọc á, coi như là 5 năm đấy ha. 5 năm năm này năm kia. Tại vì mình bắn đủ ăn mình nghĩ là bắn cố ý bắn nhiều là nó nhiều lắm nha anh em. Mình bắn cho sao cho đủ ăn thôi chứ mình không bắn nhiều nha các bạn. Thì hôm nay đi săn thì mình vẫn sử dụng là cái mẫu ná Adam Q1 của anh Đăng Nguyễn nha các bạn. Còn chỗ em nhớ thì sử dụng cây Sambuku. Để vô đi cưng. Sambuku. Lạnh teo. Rồi thì video của anh em mình thì nó chỉ gói ghém bao nhiêu đi thôi anh em ơi. Mình định là về sẽ làm món đồ kê đại cho tất cả các anh em ăn, nhưng mà do điều kiện và thời gian nó không cho phép. Bởi vì mình xin kết thúc cái video này lại tại đây luôn. Nếu anh em mà xem video thấy hay và yêu thương anh em của tụi mình thì hãy nhớ tặng cho anh em mình xin một đăng ký kênh và một chia sẻ để anh em mình có thật là nhiều động lực ra những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin bye bye và hẹn gặp lại tất cả các anh em vào những video tiếp theo. Bye bye. Báo dữ lắm, báo nghe anh em.